Hải xin chào tất cả quý anh em thợ máy và mọi người. Thì hiện tại mình đang có một chiếc xe Su GX. Thì hiện tại con này khách hàng báo mình là xe đi thỉnh thoảng báo lỗi và chết máy không đề được nhưng mà nhé. Thì cái cách đọc lỗi và xóa mã lỗi ở trên dòng xe này thì mình đã chia sẻ với mọi người rồi, nên là mình sẽ không chia sẻ lại nữa. Thì ở cái video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cho mọi người về cái hệ thống khóa thông minh ở trên dòng xe này, để cho tất cả những quý anh em nào mà chưa va chạm thì mọi người có thể tham khảo. Thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mà lấy cái mã ID ở trên dòng xe này mà không cần máy đọc lỗi. Và thứ hai nữa là chia sẻ mọi người cách mà so sánh xác định được cái mã này có phải là mã gốc hay không. Và thứ ba nữa là chia sẻ mọi người cách nhập mã ID khẩn cấp ở trên dòng xe này. Thì nếu anh em nào chưa va chạm thì mọi người có thể tham khảo. Và nếu mà mọi người thấy thay thì mọi người nhớ bấm like và chia sẻ giúp mình. Và trong quá trình mình chia sẻ thì có cái điều gì nó chưa đúng thì cũng rất là mong anh em để lại một bình luận ở dưới video này để cho mình học hỏi thêm. Rồi, vấn đề đầu tiên thì để đọc được cái mã ID ở trên dòng xe này, nhưng mà nhé, mã ID trên dòng xe này thì bắt buộc lúc này mọi người cần phải có một cái remote, nhưng mà nhé, remote. Thì tại vì trong quá trình mọi người nếu mà mất mã ID đúng không mọi người muốn làm thêm chìa hay là mọi người nhấn mở khẩn cấp, mà trong trường hợp mà cái mã ID đằng sau này của mình nó bị mất rồi, mờ rồi, mọi người không biết cái mã gốc của nó là mã gì, thì mọi người hãy xem cái video này. Việc đầu tiên thì lúc này mọi người nhớ on chìa lên cho mình, on chế độ on lên, ok chưa? Và lúc này mọi người sẽ nhấn giữ bằng núm khóa cho mình, ok chưa? Chờ đèn tắt rồi sáng lên lại, mọi người buông ra thì lúc này nó sẽ xuất mã lỗi cho mình gồm 4 chữ số 1 2 3 4, mã đầu tiên. Tiếp tục mã thứ hai 1 2 3 4 5 6 7, tiếp tục mã thứ ba 1 2, tiếp tục mã số 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì đấy là cái cách đọc mã ID, nhưng mà nhé, đọc mã ID nhanh nhất mà trong cái trường hợp mà mọi người nếu mà muốn lấy cái mã này để làm thêm chìa hoặc là mọi người để mở khẩn cấp, nhưng mà nhé, trong cái trường hợp mà cái chìa này thao tác của mình nó trong cái trường hợp mà cái chìa này của mình cái mã ở đây nó mất, thì mọi người muốn lấy cái mã này ra để mà mọi người làm thêm chìa hoặc vân vân nào cái gì đó, thì mọi người đấy là cái cách đọc mã nhanh nhất. Và trong trường hợp mà mọi người muốn xác định được cái mã này mọi người vừa đọc ra có phải mã gốc hay không, thì mọi người lúc này mọi người mở cái lắp này ra nhé, mở cái lắp này ra để xem cái mã đằng sau này nó còn không, mà mọi người so sánh. Thì đấy là cái cách kiểm tra xác định được cái mã này có phải mã gốc hay không. Thì hiện tại con này đang là mã gốc. Và cái trường hợp thứ hai nữa là nhập mã khẩn cấp. Thì đối với những dòng xe này, trong trường hợp mà cái chìa này của mọi người mất đúng không mọi người, mất đó, và hỏng không bấm được và mọi người không mở được khóa lên, thì ở video này thì mình cũng xin chia sẻ mọi người, thì ai chưa biết thì mọi người tham khảo. Thì bây giờ mình sẽ ập cái chìa này đi mọi người này, ập chìa này đi, chuyển sang chế độ cháy chậm, ok chưa? Thì để mà nhập được cái mã ID khẩn cấp được ấy, thì lúc này mọi người nhớ tắt chìa đi và mọi người nhấn giữ vào núm khóa cho mình, nhấn vào giữ vào núm khóa rồi, và lúc này đèn báo khóa sẽ sáng lên, mọi người nhả ra và tiếp tục ấn lần thứ hai, mọi người thao tác 3 lần cho mình, rồi tiếp tục ấn lần thứ ba, ấn lần thứ ba này lúc này đèn của mình sẽ sáng luôn và mọi người sẽ buông tay ra. Rồi thì mã đầu tiên mọi người chờ cái đèn này sáng là nó nháy hiển thị nháy một lần, rồi nó yêu cầu mình nhập mã số 1, thì lúc này mình sẽ ấn số 4, 1 2 3 4. Khi ấn xong thì mọi người chờ đèn sáng và xác nhận, khi nào nó báo nháy hai lần thì mọi người nhập mã số 2. Nếu trong trường hợp mọi người thao tác chậm quá thì đèn của mình sẽ không nháy nha mọi người nhé, không nháy. Như này là mình bấm không thành công này, mình sẽ thao tác lại, rồi nhấn giữ đúng khóa, đèn sáng thì mọi người buông tay ra một lần, tiếp tục lần hai, hai lần, tiếp tục lần ba, rồi sáng và nó sẽ nháy một lần, nháy một nháy. Anh em sẽ nhập mã số 1 1 2 3 4, chờ đèn sáng xác nhận nháy hai lần thì anh em nhập mã số 2, 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7, sáng và nháy 3 lần nhập mã số 3. Anh em quan sát đèn này, 1 2 3, rồi 1 2, đèn sáng,
còi nháy 3 4 lần. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi lúc này nếu mà trong trường hợp mọi người nhập thành công thì đèn sinh nhan của mình sẽ sáng lên. Và lúc này anh em bấm vào luống khóa và sẽ xoay được cho mọi người nhé. Thì đấy là cách nhập mã ID khẩn cấp vào trên dòng xe SU này. Thì mình muốn chia sẻ để cho tất cả quý anh em thợ máy nào chưa va chạm thì mọi người có thể tham khảo. Còn cái cách đọc mã lỗi ở trên dòng xe SU Satria và Raider thì mình đã chia sẻ với mọi người rồi. Đối với dòng xe này ấy, thì nó có khác hơn một chút là đối với dòng này nó sẽ có 4 giây nha mọi người nhé. 4 giây. Thì để mà đọc được mã lỗi ở trên dòng xe này thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn lại mọi người. Anh em nào chưa xem thì mọi người có thể tham khảo thêm. Thì việc đầu tiên thì lúc này mọi người nhớ là chuyển khóa sang chế độ on cho mình. Rồi ok chưa? Và tắt chìa khóa đi nha mọi người, tắt chìa khóa đi. Thì lúc này mọi người sẽ kết nối hai dây này lại cho nhau với nhau cho mình. Thứ nhất là cái dây màu đen sọc trắng ở đây sẽ là cái dây mát nha mọi người nhé, dây mát. Và thứ hai nữa là dây màu đỏ sọc trắng ở đây. Mọi người sẽ kết nối lại hai chân này với nhau. Rồi thì bây giờ mình sẽ thao tác này cho mọi người tham khảo thêm luôn. Thì ở cái video trước mình đã chia sẻ rồi, nhưng dòng này nó có 4 giây nên là mình chia sẻ lại để cho anh em nào chưa biết thì mọi người có thể tham khảo. Anh em chờ mình một chút, thì hiện tại là cũng đương hơn 12 giờ rồi. Thì anh em thợ về ăn cơm rồi, còn mỗi mình thôi. Mình tranh thủ quay lại để chia sẻ cho anh em. Thì lúc này mình sẽ kiếm một sợi dây điện. Đây rồi. Kiếm một sợi dây điện. Lúc này anh em nhớ là lưu ý là tắt chìa khóa giúp mình nha. Qua ra cầm cho bố. Qua này. Ra cầm máy quay cho bố. Con quay đây cho bố. Anh em chờ mình một chút. Quay xong cái video này thì mình sẽ về ăn cơm. Cách đây qua sang bên này đứng cầm quay đây cho bố. Thì cái cách xóa thì mình đã chia sẻ trên dòng xe này, xe Raider và Suzuki rồi. À xe Raider và con Satria rồi. Thì dòng này nó 4 dây đấy, mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Thì lúc này mọi người nhớ lối tắt hai cái dây này. Dây màu đen sọc trắng và dây màu đỏ sọc trắng cho mình với nhau. Thì để xuất được gọi được cái mã lỗi này lên thì lúc này anh em sẽ thao tác kéo tay ga lên cho mình này mọi người này, kéo tay ga lên. Rồi, kéo tay ga, kéo hết tay ga lên. Bo sang vặn khóa cho bố. Nhấn vào cái đúng khóa. Không nhấn vào núm khóa ở trên đấy. Đây. Nhấn núm tròn tròn ở trên đấy. Đây đây. Đấy, con ấn xuống nào. Rồi, con vặn lên lại cho bố, vặn lên. Xoay ngược lại. Rồi. Để anh em quan sát lại giúp mình. Trong trường hợp này lúc có mã lỗi thì nó sẽ hiển thị mã lỗi trên đây cho mình, mặt đồng hồ cho mình. Ở đây con này hiện tại đang báo 3 lỗi cho mình, C15 này. C42 này. Và C60. C15 là mã lỗi nhiệt độ động cơ nha mọi người nhá. Và C42 là quạt nước làm mát và cái công tắc khởi động thì phải. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Thì đấy là cái cách mà gọi mã lỗi lịch sử nha mọi người nhá. Lỗi lịch sử có nghĩa là lỗi quá khứ đấy. Thì trong trường hợp nếu mà lỗi hiện hành thì con này sẽ còn đừng tìm xe. Nếu trong trường hợp có lỗi hiện hành ở đây thì nó sẽ xuất cái đèn check này cho đèn vàng của mình nha mọi người nhá. Rồi thì để được xóa cái mã lỗi này ấy, thì anh em thì mình có một cái video trước rồi đấy, thì anh em xem lại nha mọi người nhá. Thì đấy là cách gọi mã lỗi ở trên dòng xe này. Thì đấy là toàn bộ cái nội dung ở trên dòng xe này mà mình muốn chia sẻ với anh em. Thì nếu mà anh em cảm thấy nó hay đấy thì mọi người nhớ nhấn like và chia sẻ giúp mình. Thì mình xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì trong cái thời gian tới đấy, mình sẽ cố gắng chia sẻ toàn bộ những cái mạch điện ở trên cái dòng xe, tất cả những cái đời xe từng mạch chi tiết một, để cho anh em nào nếu mà muốn tham khảo thêm thì mọi người có thể vào xem nha mọi người nhé. Rồi thì mình xin kết thúc video tại đây và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau. Rồi, thì bây giờ mình xin phép chào anh em nhé.